Ông hát là gì? Hát tiếp đây. Vâng, các bạn ở chủ đề giao lưu văn nghệ hôm nay, Ngọc Sơn chưa bỏ túi cũng như các bạn vừa sáng tác của nhạc sĩ Quy Nhanh với tác phẩm mang tên Chân Tình trên nền nhạc Trung Quốc. Thank you.
Cho dù em còn yêu tôi.
yêu bao quên như bao bóng bờ. I'll be holding forever, stay with you together.
Living in my world.